Okay, welcome to our class. I welcome everyone to the second lesson, the English second lesson, okay? Now class, before moving the lesson today, we have some minutes to for you to for reading. Now firstly, I want you to type in the chat box, please. Right, firstly, I want you to type one word to describe how you feel today. Everyone, are you here? Yeah. Type one word to describe how do you feel today? How you feel today? Everyone, fine, okay, good. Great, not that happy, yes, excellent. Happy? Yeah, thank you a lot. Relax, good. Right, and move to another activities. Name a kind of music you like most. Please type in your chat box. Type in your chat box, please. Pop, K-pop, yes? Good, very good. Another, what else? Chess, good. Yeah, very good. K-pop, okay, good. Thank you. A lot, okay, good. Right, thank you. Thank you a lot. Okay, I would like to introduce the shape of the lesson today. Did you know that? Today is the second English lesson. And the last lesson, Mr. Benya presented you the knowledge. So today, my lesson including warm-up. Yeah, warm-up. Warm-up. Let's go play a mini games. Yeah, and in part two, I will check you the old lesson. With 10 questions in multiple choice, in blue vocabulary, grammars, yeah. And in part three, I will present you some new words, word form or fixed prefixes, and synonym or antonyms. Right? Then you practice with matching or multiple choice, and the homework I will give you the handles. So let's move to part one. Are you ready to play mini games? Yes or no? Okay, play time in the chat box, please. Right, mini games. Good. Yes, yeah, a lot. Thank you. You listen to my instruction, class. Listen to my instruction. Now, firstly, look at and memorize the image on the screen quickly. Remember that you are not allowed to use a camera to take a short screen, okay? Or you meant to write out the thing you see in the screen. Then you list them after 30 seconds. You got it? You do not. Right, the winner will receive a big prize, right? Cô nói lại cái chỗ phần instruction này các bạn ha, các bạn sẽ là xem một loạt các cái image, các cái picture. Nhớ nha, không được chụp hình nè, không được, các bạn cũng không được viết lên luôn nha. Sau đó chúng ta liệt kê ra sau 30 giây. Yeah, the winner will receive a big prize. Yeah, 3 cups of milk tea for the winner today. You understand? Right, are you ready? Are you ready? Okay, well, thank you. Class, okay. Yeah, move to the mini game now. Good, okay. Yeah, no way. Yeah. 30 seconds. Nice.
Our IT will choose, will invite some of you who raise the hand and give me the correct answer, okay? Okay, the time is over. Oh, who raised your hand? Who raised your hand, please? Yeah, Nhi. Nhi and Han, please invite one of you, some of you to give the question. Who raised the hand, okay? Ngân Minh, from class A2, child A2, okay? Ngân Minh. Okay. Right, Ngân Minh, please. Hello. Yeah, hello, Ngân Minh. Yeah. Ngân Minh. Yeah. Hello. Yeah. Give me the correct answer. How are you today, Minh? I'm fine. Yeah. Okay. You have the correct answer? Okay. It's a hand, laptop, smartphone, face mask, bicycle, umbrella, bowl, rice cooker, hand wash. That's all. That's all? Okay, yeah. Exactly. Another one. Yeah, thank you. Thank you, Ngân Minh. Another one, please. Yeah, choose another, you. Yeah? Choose another, Nhi, please. Raise your hand, please. Raise your hand. Kêu bạn khác nào. Bạn khác có ai có đáp án khác không? Yeah, two participants raise another. Có bạn nào giơ tay nữa không nào? Sao chỉ có một mình Ngân Minh mới vậy? Yeah, and Han, please. Two, one of you. Một người nữa nào? Another. Thành Trúc, okay. Thành Phúc, okay. Thành Phúc, please. Tâm Như. Tâm Như, okay. Tâm Như, please. Hello. Yeah, hello. My answer is, my pencil is pen, laptop, face mask, smartphone, rice cooker, hand wash, bicycle, umbrella, board, and computer. Yeah, exactly. Right, yes. Very good. Thank you. Thank you. Tâm Như, please. Okay, someone who have a correct answer, please inform me to get your prize, okay? Your muty, okay? Right, thank you. Okay, we move to the next question. Congratulations, Ngân Minh and Tâm Như, please. So, check question. Đây, các bạn liệt kê ra rất là chính xác đúng không nào? Đây, có thiếu cái gì không? Right. Is it enough? Thank you. Right. And you know that last week we didn't present you a lot of new words in Unit 1. Right, and today I have a small exercise for you. So look at the screen. So in part one, fill in each blank with a suitable words. Yeah, there are 5 sentences. Yeah, 2 minutes for you to fill in each blank with a suitable word class. 2 minutes for you. Who has the answer? Who raise your hand? Okay, please raise your hand. Have you finished? Have you finished? Right? Okay, number one, your answer is homemaker. Okay, homemaker, right? And number two, we always. Sau cái always này các bạn sẽ cần một cái gì các bạn? You need a verb, right? In checkbox, I see a lot of split. Yes, very good. Thank you. And number three, he always set a good for us. Các bạn thấy ở chỗ này chúng ta có một cái cụm từ là set a good. Giờ đây chúng ta, okay, let's see in the chat box, we see an example, right? Very good, excellent, thank you. So in this sentence, we choose example, very good. And after B, number four, các bạn thấy sau động từ to be thì các bạn cần một cái gì nào? Adjectives,
responsible in chat box. I see a lot of responsible. Very good. Thank you. And number five, she often goes to the supermarket to shop for grocery. Okay, good. Yeah, I see a lot of correct answer in the chat box. Congratulations for you. Okay, let's move to B. Let's move to B. Okay, and last week we have learned the knowledge about the simple present tense and simple continuous. So today I want you to complete the sentence with the correct tenses of simple present and present continuous class. Yeah, 2 minutes for you. 2 minutes for you. Okay, in the chat box, I say number one, A, good. So, are you finished? Number one, A. Các bạn thấy ở đây chúng ta thấy number one, bạn dùng đáp án là A, bởi vì mình thấy là usually là my sister usually, cho nên chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Ở đây chúng ta có một cái cụm từ, chúng ta thấy là take charge of something, nó sẽ bằng với cụm từ là be responsible for something. It means that đảm đương hoặc là chịu trách nhiệm về một cái việc gì đó ha. Trong quá trình các bạn làm bài tập thì các bạn sẽ ghi những cái cụm từ hoặc là những cái từ mới mà tranh thủ các bạn ghi vào. Okay, and number two, I see your answer is A, right? A is the correct. Yeah, congratulations. Và ở đây các bạn thấy có cái cụm từ là twice a day, nó chỉ một cái thói quen trong nhà, trong hàng ngày đúng không? Mr. David checks his email twice a day in order not to miss anything important. Important, yes. Chúng ta kiểm tra email 2 lần trên ngày để không bỏ lỡ bất cứ một cái thông tin quan trọng nào. Yeah, very good. And question number three, after the physics lesson, the children know that the water at 10 degrees C. 100 degrees C. Yeah, ở đây chúng ta thấy cũng là một cái hiện tượng tự nhiên, cho nên các bạn chọn đáp án là C. A lot of questions, right? A lot of answer is C. Yeah, very good. Thank you. Và tiếp theo number 4. Chúng ta có cái từ gì các bạn? Always. Always. Always, cho nên chúng ta cái thì của các bạn chia ở đây là vẫn là hiện tại đơn luôn, đúng chưa nào? Và chúng ta có từ set aside nè các bạn ạ. Set cũng được mà put cũng được nha. Aside, sau đó các bạn cộng với một khoảng thời gian, time hoặc là money to do something. It means dành thời gian hoặc là tiền bạc để làm gì. Đây là những cái cụm từ mà các bạn lưu ý là mình học lớp 12 rồi thì mình thường xuyên xuất hiện những cái cụm từ này, đúng chưa các bạn? Đây là những cái cụm từ nó nằm ở trong cái phần fish phrase, đúng chưa? Hoặc là những cái collocation. And motor question number 5. Ở đây chúng ta thấy cái động từ của chúng ta là attending. Attending chúng ta thấy là hiện tại tiếp diễn. Thì cái trạng từ đi đó là right now. Yesterday thì dành cho cái thì gì rồi các em? Quá khứ đơn đúng không? Và hai đáp án còn lại, recently and up to now, chúng ta dùng cho thì hiện tại hoàn thành. Năm, hai, yeah, in the chat box. Yeah, you do the exercise very good. Thank you. Okay, good. Very good. So class. Right, let's move to new lesson today. Như vậy, như hồi nãy cô đã giới thiệu với các bạn là hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần ôn tập buổi thứ hai. Thì trong buổi thứ hai này thì các bạn lưu ý là tại vì trong cái khóa học mình nó có cả khối các bạn học hệ 7 năm và hệ 10 năm. Thì theo như một số cái em học sinh hồi học tuần trước đó, các bạn nói là có nhiều cái từ mới quá mình chưa học qua, đó là bởi vì cái chương trình mới các bạn ha. Mình chưa có học qua chương trình hệ 10 năm, cho nên bữa nay cô sẽ phối hợp cả hai khối luôn, hai hệ luôn, hệ 7 năm và hệ 10 năm. Như gì mở cái đó nhỉ? Không, mở cái máy. Cho nên các bạn thấy trong cái bài giảng của cô là cái từ vựng mình nó bao gồm cả hai hệ luôn, các bạn lưu ý ha. Right. Let's move the new lesson. Firstly, okay, I have a picture for you. So you look at the picture, then CE or scientist, and her job is related to study, plan, or swarm, etc. So
We call her is a biologist or a biology class. Biologist or biologist. Yeah, a lot of say, good, very good, thank you. So, biologist, it's me. Nhà sinh vật học, ha, nghiên cứu các cái loại thực vật này các bạn ha. Good, thank you. So, we move to another picture. Okay, do you know this film? Yeah, this film's name is Night Shift. You know Night Shift? Night Shift, right? And for example, being a nurse, my mom sometimes works on a night shift once a week. Night shift. This means a period of time with someone there's at night. Okay? Nghĩa là một cái trực ca đêm các bạn nha. Right, we move to. So who can tell me the names of some famous person? Some famous people. Picture number one, who can? Right, picture number one. A lot of people, yeah. I see in the chat box, my contraction, yeah, a lot of my contraction. He is the king of pop music, right? You know, he is very famous. Yeah, picture number two is, yeah, Sếp, yeah, Sơn Trọng MTV, yeah, correct, thank you, right? And the next, picture is who can tell me the names of the man? He is a very famous. He was the CEO of Apple company. Okay, Steve Jobs. Yeah, good. You're very good. Excellent. Last, thank you, Steve Jobs. Right. So three of the people here are very famous. So we call them as celebrities có nghĩa là những người nổi tiếng các bạn nha. Đây là những người rất nổi tiếng luôn. À, đây là những cái từ các bạn tranh thủ khi mà cô giới thiệu từ nào thì các bạn tranh thủ ghi nghĩ vào nha. Để một lát chúng ta làm bài nha các bạn. Okay. So today I have two picture for you. And your duty is to compare two picture. You can look at picture number one. Right, picture number one. Right, what do you see in the picture one? In the checkbook, I want. In the checkbooks. Boring and funny. Yeah, sleep. Yeah, I just ask you a number. Picture A, the student looks very tired, okay? Very tired, very bored, or drowsy. Drowsy means sleepy. Đúng không? Học sinh cảm thấy rất là buồn ngủ, mệt mỏi ha. And picture B. Picture B is the student looks very eager to learn. Do you agree? Eager to learn có nghĩa đó là ham học hỏi các bạn ham. Or very excited. Yeah, very excited. So. And do you hear the quote, you find a job easier if you do it with motivation or inspiration? Have you heard this quote? Yeah, I want to choose some of you to translate this quote into Vietnamese. Translate into Vietnamese. Who can? Raise your hand, please. Raise your hand, please. Cô ơi, cao cái đầu lên để ghi hình cho đẹp. Okay, thank you. Class, translate into Vietnamese this quote. Okay, please choose one of them. Raise the hand. Tâm Như, raise your hand. Okay, Tâm Như. Translate into Vietnamese, Tâm Như. Tâm Như, you are here? Yes. Okay. Translate into Vietnamese. Bạn sẽ tìm kiếm công việc một cách dễ dàng hơn nếu bạn làm nó với một nguồn động lực hoặc là một nguồn cảm hứng. Bạn sẽ tìm kiếm công việc dễ dàng hơn hả? Okay. Từ file ở đây các bạn dịch ở trên thế này các bạn nè. Bạn sẽ cảm thấy rằng bạn sẽ thấy cái công việc của mình nó dễ dàng hơn, mọi thứ nó dễ dàng hơn nếu như mình làm nó với một cái motivation và inspiration, tức là một cái nguồn động lực hoặc là một cái niềm đam mê. Đây là một cái câu nói các bạn nhé. So, let's move to the question, where do you get motivation or inspiration from? Class, chỗ này các bạn trả lời cho cô thử cái ý này thôi hả?
Theo các bạn thì mình có được cái nguồn động lực này hoặc là mình có được cái niềm đam mê từ đâu các bạn nhỉ? Ok, raise your hand please. Chỗ này cô cho ví dụ một cái nha. Ví dụ như mình muốn want to win a contest. If you want to win a contest, right? You try to a lot, okay? Hoặc là if you want to make your parents delighted, you try a lot. Try to study a lot. So motivation or inspiration maybe is, đây là nguồn động lực, nguồn cảm hứng. Các bạn thấy đây cô giới thiệu luôn cái phần vocabulary của nó ha, phần work form luôn nè. Motivation or motivate, inspiration. Ở đây các bạn đọc là inspiration. Các bạn cô cho ví dụ lại nè. Để có được cái nguồn cảm hứng, cô hỏi các bạn có nguồn cảm hứng từ đâu thì chúng ta có thể là parents, from your parents, from another. Yeah, you type in the chat. Passionate, niềm đam mê hả? Class. Chỗ này chúng ta còn ở đâu nữa nè? Chúng ta lấy từ đâu nữa? Maybe you get from your idol. Do you want to be your idol? Okay. Your idol, right? Your friends. Okay. Your future jobs. Okay. Or your contest. And another say that in from prizes. Hoặc là trong một cái giải thưởng nào đó thì chúng ta cũng có một cái động lực để mình ta cố gắng, đúng không? Cố gắng học. Phải có một cái động lực gì đó các bạn mới học được, đúng không? Right. Lover. Okay, from your lover. Yeah, maybe. So we move to. Các bạn tranh thủ ghi nghĩa vào nha. Và sau đây, đây là những cái các bạn thấy nè. Okay, there are a lot of activities from Hùng Vương English team. Right. Đây là các bạn thấy những cái bạn này của mình lấy để làm motivation của mình được chứ ha. Right. This is the activity from 2017 to 2020. Đây là những cái hoạt động ngoại khóa của các bạn trường mình nè các bạn ơi. Okay. So do you know them? Yes or no? Các bạn biết không? Các bạn biết mấy bạn này không? Yeah. Good. So and these students have many excellent performance. They are really talented. Yeah. And they perform a lot of performance of art, for example, singing or dancing. Các bạn thấy là cao nguyên rồi ha. Mình tìm hậu trăm. Yeah, do you know them? Right, and talented. They are really talented. Chúng ta có từ tiếp theo từ talented. It means gifted. Right, gifted. It means a natural ability to do something well, các bạn ha. Một cái khả năng đặc biệt nào đó mà chúng ta làm cái thứ gì đó nó rất là tốt. Đúng chưa nào? Right. Last me see one of the performance from Hùng Vương High School team. Once upon a time, there was a kingdom named Savage, and this kingdom was built by six guardians, and it is divided to three lands, and each land was dominated by two guardians, and I am one of them. I'm Mimdim. I'm from the land 12A2, and I'm the guardian of the sun. I'm the king of the whole kingdom, because every day I bring sunshine to every corner of the world so I can watch everything in my kingdom. Now, let's take a look at the other guardians. Hello everyone! I'm Hao, the brilliant of the moon. I'm come from the land 11A1. Once a day, when the sun goes to sleep, I wake up to dominate everything. I also bring light and romantic to everything. Right, do you know them? Yeah, there is a handsome boy, you know Nguyễn Minh Điểm. Right, Nguyễn Minh Điểm
Yeah, I hear a lot of student calling me an idol. Idol because that is because he's both handsome and very intelligent. Okay, very intelligent. Có nghe gì không Nhi? Nãy có nghe gì không? Sao có bạn nói là không nghe gì hết là sao ta? Vi Trường, Vi Điềm Hào Thanh. Okay, it's good. Very good. Okay, let's move to another slide. Right. There are a lot of activity. In the English speaking contest, my team, our Hùng Vương team, brought many admirable achievements to Hùng Vương High School, right? You see there, Khang Huy, Nhật Minh, V, Double V, and Phượng. Yeah, they are so cute. And give a lot of achievements. Is it? Do you know Nhật Minh? He got a gold medal in Olympic Hồ Chí Minh City, right? Yeah, và trong này thì chúng ta thấy cái từ admirable với lại từ achievement. Các bạn biết đây là từ hai cái từ đó là một lát mình giải thích chỗ này nha. So let's move to one of the activity, one of the performance from Khang Huy, right? What song is it? Type in your chat box. Nghe được không Nhi? Nghe bên này hả? Không nghe bên đó. Okay. Could you hear clearly? Thấy hình không nghe gì hết hả? Không nghe gì hết hả ta? Sao các bạn nói không nghe gì hết ta? Nghe gì không? Again. Do you know this song, class? In the chat box. Không nghe gì. Các bạn nói không nghe gì vậy ta? Cái đường truyền không nghe gì vậy ta? Okay. Can he present a good performance with the song Hello Vietnam? Right. Hello Vietnam. Nghe không? Okay, thank you. Right. Cô tổng hợp lại tất cả các cái từ vựng hồi nãy giờ chúng ta ghi, các bạn còn nhớ không nào? Right. The first word is biologist. Biologist, các bạn đọc như chỗ này nha. Lưu ý chúng ta nhấn cho vô là âm thứ hai, được chưa? Một cái danh từ tiếp theo đó là biologist, là môn sinh vật học, right? Number two is night shift, đó là ca trực đêm. Các bạn lưu ý ở đây mình phối hợp hai khối với nhau, xin lỗi hai hệ với nhau, cho nên các bạn ghi từ vựng nó cũng hơi nhiều ha, hai gồm nhiều chủ đề á. Number three, performs, chúng ta thấy nhấn trọng âm số hai nè, nó là động từ. À, danh từ các bạn có từ performance, các màn trình diễn. Celebrity is the noun, là người nổi tiếng. Các bạn biết số nhiều của cái này, các bạn đổi dài thành đi ngắn và thêm es nha. Celebrities, famous person. And number five, achieve. A verb achieve is now is achievement. À, đạt được hoặc là những cái thành tựu của các bạn. Or stimulate is synonym is encourage or motivate. It means khuyến khích hoặc là động viên. Những cái từ này thì nó sẽ xuất hiện trong bài số 1 các bạn nhé. And number 7, creativity. Động từ của chúng ta là create. Tính từ creative, trạng từ dùng của chúng ta có từ creatively. Rất là nhiều em đọc cái chỗ này là read. Nhớ chỗ này chúng ta đọc create là động từ nha. Yeah, and number eight is the contest. Contest is a noun or a verb.
Và nếu nó làm now thì các bạn nó bằng với cái nghĩa của từ competition. Chỗ này các bạn đọc cho cô là competition. Động từ các bạn đọc là compete. Và tính từ mang tính cạnh tranh thì chúng ta đọc là compete nha. Competitive. Competitive mang tính cạnh tranh. Và một cái danh từ nữa nó chỉ người, có nghĩa là người tham gia, chúng ta có là từ competitor. Competitor. Các bạn lưu ý ha. Number 9, talented. Talented hồi nãy cô giới thiệu rồi, đồng nghĩa the synonym is a gifted. Đấy. Okay. Okay. Unmute someone. Right, and number 10, influential. Ở đây chúng ta nhấn cho cô âm số 3 nha các bạn. Influential. Danh từ là influence. Influence, các bạn lưu ý mình học lên 12 rồi mình nhớ mấy cái nhấn âm này nha. Rất là nhiều em đọc là influence đấy. Influence. Đây. Tính từ các bạn dịch nó là có sức ảnh hưởng, và danh từ là sự ảnh hưởng. Thì các bạn có thêm một cái cụm từ nữa, đó là have a brave influence, influence or impact on somebody, tức là có ảnh hưởng lớn đến ai đó. Thì chỗ này các bạn có thể thay từ influence bằng từ impact. Okay, I stop here for you. You have a 3 minutes to rewrite this and this word on your notebooks, right? Các bạn ghi bài đi. Ghi bài thì các bạn mới làm được cái phần bài tập tiếp theo các bạn nhé. Hoặc là không thì các bạn có thể là chụp màn hình lại cũng được ha. Take a short break. Take a short break. 2 minutes for you. Hình các bạn chụp màn hình nhanh hơn các em nha. Cái này thì chúng ta sẽ coi lại cái bài giảng ngày hôm nay để chúng ta ghi. Ok. Let me see in the chat box what you write. Much. Right. Đây là toàn bộ những cái từ mới vocabulary tôi đã vừa giới thiệu xong. I have just introduced to you. Right. We move to lesson. Yeah, a small exercise for you. Map the words in column A with definition in column B, right? Một bài tập nhỏ cho các bạn để làm cái bài tập từ vựng vừa rồi các bạn nha. Okay, 3 minutes for you. If you have the correct answer, please check in the chat box, right? Type in the chat box, please. Right. I see a lot of anxious. Lots of anxious. Right. Thank you a lot. Okay, let me see. Let me check the answer. Okay, number one is contest. Contest with sentence D. A competition in which people try to win something. Bạn biết từ nãy này cô giải thích rồi đúng không nào? Cái này nghĩa là cuộc thi. Là cái cuộc thi mà người ta muốn thi để mình chiến thắng một cái gì đó. Number 2, inspire. Các bạn đọc chỗ này là inspire, right? Thì các bạn map với cái gì nào? Right, to give somebody to desire or confidence or enthusiasm to do something wild, right? Mình cho ai đó một cái sự tự tin hoặc cái lòng nhiệt huyết để làm một cái điều gì đó tốt hơn, có nghĩa là mình truyền cảm hứng các bạn nhé. Right, number 3, biologist. Điều này dễ rồi, đúng không? You map with the C, a scientist who study biology. And number 4, achieve is meant to succeed in reaching a particular goal or status or standard. Đó đạt được ha, thành công trong một cái lĩnh vực nhất định nào đó hoặc là một cái mục tiêu nhất định nào đó. And nice is meant a period of time at night during which someone regularly works. And talented, ở đây chúng ta thấy câu số 6 thì chúng ta thấy nó có sẵn cái từ gifted ở đây rồi, đúng không? It means having a natural ability to do something well. And the last is a celebrity. It means a famous or a well-known person. Right, very good. I see a lot of correct answer. Congratulations you. Okay, we move to another. Right, đây là cái đáp án các bạn nhé. Các bạn chụp nhanh cái đáp án này rồi.
Coi thử mình check lại có đúng không nè. Are you finished? Okay. So today I will show you one of the clips from student from Hồng Vương students. So let me see. And after listening to okay, after watching this clip, answer my question. Who are they? And what are they talking about? Okay. Không nghe là sao ta? Lát không? Again. Okay, right, and move to questions. Do you know these students? Yeah, student from class 10A3. So the topic they are talking about is, okay, raise your hands. Raise your hand. Yeah, I see in the, yeah, yeah, the answer, yeah. They are lost. Yeah, thank you. Good, very good. Congratulations. Sorry. Yeah, your answer is music show. They are talking about a music show. Các bạn nghe được cái gì nào? Rap Việt, đúng không nào? Right. And you know that these students are very, very confident. And one of the student here is Thanh Trúc, Lê Nguyễn Thanh Trúc. She gets the highest score in the last school year. So Thanh Trúc, you are here? Thanh Trúc? Yes. Yes. Yeah. Okay. Long time to see you. Yeah, I still miss you a lot. Yeah, me too. Okay, good. So Thanh Trúc, please share to student some tips or share your idea about how to get the highest score in last year. Okay, yes. Right. Hello, Mr. Hello, guys. Andrew, I'm very happy to share some tips about study and get good. You. When summer holiday rolls around, I spend all of my time on studying online through many websites such as VTech, NAT, and Fiverr, and I also learn from textbook reference books. In addition, at school, I always pay attention to the teacher, ask them questions whenever I have some problems, and raise my hand to contribute to the lessons. Right. Finally, I test myself by doing exercise and online tests. I think these are the best ways to improve your knowledge. That's all what I have for you today. Thanks.
Yeah, thank you your answer. Thank you your interview this morning. Ok, Thanh Trúc. Bạn Thanh Trúc vừa chia sẻ với chúng ta là một trong những bí quyết mà để cho bạn gọi là có số điểm cao nhất nhất khối của trường chúng ta trong cái năm vừa rồi. Bạn Trúc nói là một trong những bí quyết đó là bạn học study online. Các bạn nhớ không nào? Các bạn có nghe không nào? Study online và bạn tải về những cái app để chúng ta học, và bên cạnh đó thì chúng ta ở trên trường chúng ta pay attention to teacher, đúng chưa nào? Học ở từ giáo viên của mình, và bạn có thể ra bất cứ câu hỏi gì nếu như mình thấy có vấn đề mình còn chưa hiểu lắm, đúng chưa nào? Các bạn đây là một cái bạn học sinh mà chúng ta thấy là set an example for everyone, right? Thank you Trúc a lot. Okay. So we move to another slide. Right, bây giờ chúng ta có một vài cái bài tập và cô vừa mới giới thiệu xong thì chúng ta làm cho cô cái bài tập multiple choice class. Okay, question number one. That my father devoted his whole life to army has a raise on my future career decision. Ở đây các bạn thấy cô mới vừa có một cái cụm từ cô vừa mới giới thiệu xong, các bạn còn nhớ không nào? Và ở đây cái câu này thì chúng ta nhớ cái cấu trúc là devote hoặc là dedicate to something, to do something. Mà sau cái to này thì các bạn nhớ là mình dùng cái động từ ở dạng verb in. It's been us, cống hiến cái gì đó cho ai hoặc là cho cái gì hoặc là để làm gì. Thì đáp án của các bạn sẽ là câu gì nào? Ok, good, very good. Have a great impact on the future career decision. Cái việc mà bố tôi đã cống hiến hết mình cho cái quân đội đã có ảnh hưởng rất lớn đến cái quyết định nghề nghiệp của tôi. Ha. Good. Right, we move to question number two. Các bạn đọc cho cô câu này. Men build the house and women make it home. Right. It means that A, B, C or D. A, B, C or D. I see in the chat box we choose a lot of sentence. C, it means that man responsible. Man responsibility is to work and support the family, right? And the women job is to look after the family. Bạn thấy không? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Được chưa nào? Đây là một cái câu thành ngữ trong tiếng Việt của mình là như vậy. Có nghĩa là nhiệm vụ của đàn ông là phải đi làm kiếm tiền để nuôi sống gia đình, còn việc của phụ nữ là chăm sóc con. Như vậy các bạn thấy dễ, rất là dễ đánh lừa với câu D là người đàn ông thì làm việc như bricklayer. Bricklayer nghĩa là thợ xây các bạn nhé. Women just stay at home, còn phụ nữ chỉ làm việc ở nhà thôi. Các bạn né câu này ra nhé. Là một câu đánh lừa thôi. Right, we move to question number 3. Chichok was an American businessman. His work stimulated mind and innovation. Một cái bài tập tiếp theo nói về phần work form. Phần work form thì ở đây chúng ta thấy sau cái sở hữu tính từ mind thì chúng ta cần một cái danh từ. Ở này chúng ta có liên từ an này, innovation nghĩa là sự đổi mới. Cái công việc Steve Jobs là một cái businessman người Mỹ đúng không? Doanh nhân người Mỹ, và công việc của ông ấy đã thúc đẩy cái sự gì đó của tôi rất nhiều. Và đáp án của các bạn chọn đó là creativity. Yeah, very good. Right, we move to another. Grissom, you know Grissom? CA apply American chips. Một cái đầu bếp người Mỹ mà bị mù nha các bạn. Words by memorizer of Herman Cooking. Một cái điều đặc biệt mà cô ấy là trở thành một người đầu bếp số 1 luôn á của Mỹ á, là cô ấy chỉ được truyền cảm hứng từ những ký ức của mẹ mình để lại thôi, ký ức nấu ăn của mẹ mình để lại thôi. Ở đây các bạn học thêm một cái cấu trúc ngữ pháp nữa. Cái này là mình ôn lại thôi chứ không có học chỗ này được. Tại vì cái này phải có một thời gian, có một buổi để chúng ta học cái phần thể là bị động ha, chủ ngữ cộng động từ to be về ba objects ha. Tất nhiên và sau cái động từ to be words này thì chúng ta cần một cái V3, và đáp án của các bạn là inspire, được truyền cảm hứng các bạn nhé. Ok, we move to question number 5. My contraction is still one of the most figure in pop music. Lại là một câu word form. Ở đây sau chữ the most, chỗ này nó có danh từ là figure rồi, thì các em sẽ cần một tính từ tiếp theo. Thì ở đây chúng ta cần tính từ đó là gì nào? Figure. My contraction vẫn là một trong những cái nhân vật, cái gì đó nhất ở pop music, có sức ảnh hưởng ha, đúng không? Chúng ta có từ influential, có sức ảnh hưởng. Right, please move to question number 6.
đây chúng ta thay đổi một chút xíu là chúng ta tìm cho cô cái closed meaning, được chưa? Từ đồng nghĩa các bạn chú ý khi cái câu hỏi nào nó yêu cầu cái gì thì chúng ta nhìn trên này cho chú ý nha. Lúc thì closed, lúc thì opposite meaning thì chúng ta chú ý chỗ này. How many competitors took part in the English speaking contest 2020? Yeah, ABC already. Competitor, ở đây chúng ta thấy nè. Ai là volunteer là được không? Có rất nhiều thí sinh tham gia vào cái cuộc thi English Speaking Contest. Thì ở đây đa số các bạn chọn đáp án là contestant. Contestant nó sẽ bằng nghĩa với từ competitor. Yeah, very good. I see a lot of questions. D, right, very good. Thank you. So we move to another question. 7, opposite meaning. Ở đây các bạn tìm cho cô cái opposite meaning nha. Từ ngược nghĩa với từ talented. Hardworking and talented students should be given more opportunity to develop their skills. So your answer is, please quickly. A, B, C, or D. Yeah, question is ordinary. Talented các bạn biết đó là từ gifted rồi đúng không? Rất là tài năng, những sinh viên tài năng ở đây và chăm chỉ thì nên được trao nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng của họ. Thì từ ordinary này trong nghề nghiệp này là những học sinh bình thường thôi. Brilliant cũng là thông minh lỗi lạc và skill thì nó cũng bằng với từ skillful, right? Okay, and now let's move to question number 8. Lại là một câu chúng ta sử dụng từ opposite meaning. The company first compliment have greatly stimulated the working effort of the workers. Ở đây chúng ta có từ compliment. Compliment chúng ta sẽ học trong cái bài trong chương trình mới. Compliment là những cái lời khen và đã có cái sự khích lệ rất lớn cho cái sự nỗ lực làm việc của worker, right? So your answer is, remember that, find out the opposite meaning. So your answer is, yeah, discourage. Discourage, bạn lưu ý nha, ngược nghĩa với từ stimulate là có từ discourage, tức là phản đối, không ủng hộ gì cả, ha, không khích lệ, không có động viên thúc đẩy gì cả. Còn ba từ còn lại đáp án của chúng ta sẽ là đồng nghĩa với từ stimulate. Right, the next question is, yeah, find out the closest meaning. All the members of the family are happy and proud as he were finally home and right in his business. Ở đây chúng ta thấy một cụm từ home and right. Ở đây mình sử dụng cái câu thành ngữ. Và đáp án của các bạn sẽ là gì nào? Yeah. What is your answer? Ở đây nếu một câu thành ngữ nào đó mà mình không hiểu nghĩa thì các bạn coi cái ngữ cảnh của cái câu này. Bây giờ các bạn từ happy and proud, right? Ai cũng vui vẻ và tự hào hết thì tất nhiên là cái chỗ này anh ta phải như thế nào đó. Successful, right, good. Thank you. Successful. I see a lot of questions. Successful. So, and the last question is, you find out the opposite meanings for this sentence. Alexander Zessin, who had quite an admirable career in medicine, dedicated his life to the poor and the sick people in Vietnam, right? Admirable. So, your answer, A, B, C, or D, unworthy, excellent, distinguished, or marvelous. Thì ở đây chúng ta tìm cho cô cái opposite meaning của từ này thì tất nhiên sẽ là gì? Right, your answer is unworthy. Unworthy có nghĩa là không có giá trị gì cả. Được chưa nào? Một cái Alexandrine đã có một cái sự nghiệp rất là đáng ngưỡng mộ cho trong lĩnh vực y học, đúng không? Chúng ta cống hiến hết mình cho người nghèo, những người bệnh tật ở Việt Nam. Đáp án của các bạn ngược nghĩa của từ này thì chúng ta chọn từ unworthy. So very good. So class, thank you for your attendance today. So in this lesson, I have just introduced the new words. I think they are very useful for you to enhance your vocabulary in the next year, next school year. So, and I want you to do the homework today. Yeah, learn vocabulary, learn by heart, do the task again. Các bạn coi lại clip nha, các bạn coi lại đường link và chúng ta làm tất cả các bài tập mà có trong bài này. And prepare next lesson. Nếu các bạn cả hai khối, các bạn đều coi cho cô là unit 1. Okay, class. Thank you a lot and bye bye. Goodbye. See you later. Bye, thank you.
Thank you a lot. Tỉnh này, tỉnh này. Tắt luôn hay để? Tắt đi.